Chào cả nhà, hôm nay mình lại dẫn cả nhà đi hái cà chua nữa nè. Đó, cà chua của mình thì hôm nay nó nhiều, rất là nhiều trái chín rồi, mà trời bắt đầu lạnh rồi nè cả nhà. Đó, thấy cả nhà thấy mình mặc áo ấm không? Lạnh, tự nhiên đổi lạnh rồi mưa lâm râm nữa. Nhà thấy hơi mưa râm râm không? Đó. Bên kia mưa cái nó ướt cả cái sảnh bên kia rồi kìa. Đó. Mà bắt đầu lạnh lạnh ơi là lạnh luôn. À, mình thấy cà chua chín nhiều quá à, nên mình dẫn cả nhà đi hái cà chua nữa nha. Cà chua hôm nay vàng lá hết rồi, già rồi cả nhà ơi. Bây giờ nó vàng rồi, mình phải hái vô thôi. Đó. Trời bắt đầu se se lạnh rồi, mùa thu sắp tới rồi. Để tìm coi những cái loại trái cây, không phải loại trái cây, loại rau nào để mình trồng được mùa thu á. Mình trồng á, chắc là xà lách trồng được mùa thu nè. Gì ta, không biết có loại gì nữa không. Hôm nay á, mình cà chua của mình thật sự rất rất là nhiều luôn đó. Hôm nay mình hái cà chua, mình kể câu chuyện gì cho nó vui vui ha cả nhà. À, hôm nay mình kể câu chuyện gì lúc mình mới qua đây nha, lúc mà mình mới đi 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 qua Mỹ nha. Bắt đầu từ sau khi mình bước chân qua Mỹ ha, lúc mà hai mẹ con qua Mỹ nghĩ lại vui, hai mẹ con qua Mỹ không biết cái gì hết trơn. Mới qua tới sân bay thì được ông xã đón, mà cái sân bay của Seattle nó bự thiệt là bự, mà mình không biết đường đâu mà đi. Họ đi đường ngầm lên xe cái tàu điện họ dẫn lên cái sân bay á, mà hai mẹ con không biết đường. Rồi họ kiểm tra hành lý rồi họ mới cho mình đi qua nữa. Rồi mình đi theo cho mình có biết đường đâu mà đi. Hai mẹ con lần đầu tiên đi qua nước nước Mỹ có biết đường đâu. Cái là cứ họ đi đâu mình cứ đi theo đó. Vậy mà cũng được đi 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 ra được tới nơi, ra ngoài cũng 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 hên quá. Ra thấy ông xã đứng đó rồi, mừng hết sức luôn. Cái đi ông xã trở về, ông xã đi ngoài đường thì thấy ui sao mà nhiều xe hơi, thiệt là nhiều xe hơi. Lần đầu tiên mình thấy trên tivi rồi, nhưng mà bằng ngoài mắt thường á, mình thấy cái thành phố Seattle sao mà nhiều, thiệt là nhiều xe hơi, mà nó kẹt xe cứng ngắc luôn. Mà mình thấy ông xã, mình hỏi ông xã sao mà nhiều xe hơi quá ông xã ơi, ở bên em toàn em thấy Honda nhiều chứ xe hơi em không có thấy nhiều như vậy bao giờ. Cái ông xã nói thì tại vì ở bên đây á, do thời tiết nè, mưa nè, mưa rất là nhiều nè, bên bang của mình là mưa rất là nhiều nè, rồi lại có tuyết nữa, mà đi xe Honda mùa đông á, đi xe Honda rất là nguy hiểm, cho nên là mọi người ai cũng đi xe máy hết. Với lại bên đây họ cũng có điều kiện, họ bán xe máy rất là xe hơi rất là nhiều, cho nên là mình thấy nhà nào cũng có hai ba chiếc luôn. Mình nói ông xã, ui sao họ giàu quá ông xã ơi, nhà gì mà tới hai ba chiếc xe hơi luôn. Cái ông xã mình nói thì mua xe hơi bên đây họ có cho trả góp, mà mình đâu có bỏ tiền một lượt để mua đâu, cho nên là cứ nếu mà mua xe hơi thì mua trả góp, trả từ từ, cho nên là nếu có điều kiện thì mua hai ba chiếc, nhà cứ mỗi người một chiếc vậy đó. Ông xã mình có hai chiếc xe hơi luôn đó. Cái mình đi qua tới đây mọi người thì ngủ, còn mình với hai mẹ con thì cái hai mắt cứ trợn trao tráo lên không có ngủ được, mọi người đi ngủ hết còn mình không có ngủ. Mình với con trai mình á, cứ mở mắt vậy đó, tới lúc mà mọi người thức dậy thì hai mẹ con lại đi ngủ. Cái mình nói con trai mình nói, mình nói mẹ ơi mẹ, sao mà ở bên đây con thấy là trời tối rồi mà sao con không có buồn ngủ mẹ ơi, bây giờ làm sao để cho buồn ngủ. Mình kêu anh chàng đi ngủ, anh chàng ngủ đâu có được. Anh chàng cứ hỏi mẹ tại sao mà trời tối rồi mà anh chàng không không có buồn ngủ. Thì sau khi quen qua đây một tuần thì mới quen được cái giờ giấc bên đây, chứ không mới qua phải tuần đầu á không có ngủ được, ngủ ngủ trái giờ không có ngủ được. Xong rồi cái ông xã kêu đi học xe,
cái vụ học xe mới vui nè cả nhà. Học tập lái xe hả? Ông xã kêu qua thời gian thì cái một tháng sau thì hai vợ chồng đám cưới ha, qua Las Vegas đám cưới. Đám cưới xong hưởng tuần trăng mật ở bên đó xong rồi đi về. Cái ông xã kêu là đi tập xe hơi. Hành trình tập xe hơi của mình vui lắm cả nhà ơi. Mình phá hai chiếc xe của ông xã mình á, nào là móp méo, nào là quầy trẹt hết. Tội nghiệp ông xã, cái xe của hồi môn của mẹ ông xã mình để lại á, bị mình phá cho bị móp méo, tội nghiệp ông xã mình vậy thật. Cái xe đó là xe kỷ niệm của mẹ ông xã mình để lại á, mà mình phá. Lúc mà mình phá ảnh cũng buồn lắm. Tại vì xe đó xe kỷ niệm của mẹ ảnh để lại mà. Rồi, giống như của hồi môn vậy đó. Cái mình đăng ký ở bên bang mình học học bằng lái xe mà thi bằng luật đó, thi cái câu hỏi trước á, rồi cái mới 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 thi thực hành sau ha. Thì lúc mà mình thi câu hỏi thì bang của mình á quy định là 40 câu hỏi. Mà họ cho là cho thi tiếng Việt luôn. Mà mình lần lần đầu tiên mình thi á thì bị rớt trống kèo cả nhà ơi. Được một mình học ở nhà rồi mình lên lên mạng mình học nữa. Mình lên mạng mình tìm những câu hỏi người ta cũng giúp mình á. Lúc mà mình đi thi cũng thấy là có nhiều câu hỏi ở trong đó là có liên quan tới trong mạng mà người ta cho mình học á. Đó, cho nên là 32 câu là đậu mà mình 31 câu tiếc thiệt. Gần đậu có một câu một à. Cái một tuần sau đi thi nữa. Về nhà nghiên cứu lại. Về nhà nghiên cứu lại đi thi tiếp. Và lần lần thứ hai mới đậu đó cả nhà. Mừng nhảy tưng tưng luôn. Cái đi vô họ cho làm cái bằng luật đó. Cái bằng đó là mình được phép cái người mà có bằng lái ngồi kế bên 2 năm, người đó là phải có kinh nghiệm 2 năm trở lên thì được phép chỉ mình học lái xe trên đường highway á. Còn mà nếu mà dưới á thì chắc là không được quá. Ông xã mình nói phải trên 2 năm mới được. Thì ông xã mình dư sức rồi, ông xã mình lái xe từ hồi lúc mà ông xã mình 16 tuổi tới bây giờ là mà. Ôi, cái trái cà chua này đã không? Thì mình đi thi bằng lái. Mình đi thi bằng lái xe đậu bằng luật rồi cái mình tập lái mà mình đâu có dám đi lái liền đâu. Mình lái làm sao mà về nhà cái mình tập kiểu gì mà nó móp nó đụng vô cái đi lùi á, mình rất là yếu đi lùi. Mình lùi 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 xe kiểu gì mà tông vô cả cái gara của ông xã mình á. Cái nó bị móp hết méng. Thì lát nữa mình quay cho cả nhà xem cái thành tích mà mình học. Cái trái cà chua này đã quá à, rất là nhiều nhưng mà cái lá nó vàng hết rồi nè. Cái mình học bằng luật xong, cái mình thi được 32 câu, đúng 32 luôn, hơn nữa. Lần sau thi là đúng 32 câu luôn. Mà sao bên bang test xịt của bạn mình á, chỉ thi bằng chỉ thi tiếng Anh nhưng mà chỉ kêu chỉ có được có 12 câu là đậu rồi. Có 10 hay 12 câu gì mà đậu rồi. Còn mình á, mình phải tới 32 câu mới đậu lận. Thế là mình cũng hơn, lần thứ hai thi đúng 32 câu đậu luôn. Ôi sao là mừng. Rồi, bắt đầu một năm sau thì mình mới mới dám đi thi bằng. Thì họ kêu là một trong vòng một năm tập á là lần sau cái cây thứ hai này được có một trái chính này, lần sau á là được được một năm sau á là đi thi bằng luật, à đi thi bằng 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 thực hành được. Mà mình chưa chưa có dám, mới mới thi bằng luật xong á mình không có dám đi thi bằng 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 thực hành liền, mà mình cả năm sau mình mới đi thi lận. Cái cây này sao nó sáng lại rồi nè. Mà sau khi mà
một năm sau là mình cái đi. Ông xã mình á rất đó là giỏi lái xe nhưng mà không có giỏi về bên dạy lái xe. Ông xã mình yêu cầu cao quá hà, mà mình á thì nào giờ cái bằng bằng lái xe, mà mình có bằng lái xe hai bánh mà lái còn yếu nữa, huống chi là bằng bốn bánh. Mình đâu có biết, nhỏ lớn có lái xe bốc bánh bao giờ, có hai bánh là may mắn lắm rồi. Có hồi nhỏ còn đi xe đạp không, lớn lên mới có mua được cái chiếc xe máy hai bánh đi là ngon lắm rồi, chứ làm gì đủ tiền mà mua xe bốn bánh mà biết đường chạy. Còn xã mình thì hả, từ nhỏ lớn chạy xe vèo vèo ở bên đây rồi thì tất nhiên là phải giỏi rồi. Còn mình thì mình chịu, qua đây chưa có bằng rồi chứ mà chạy vẫn còn yếu lắm. Chạy một mình từ đây xuống thị trấn thì được, chứ mà biểu chạy freeway thì chịu, không dám chạy, sợ lắm. Chạy nhanh ở đây họ chạy nhanh lắm. Rồi cái sau khi mình một năm sau mình đi thi bằng ha, cái mình đăng ký học. Mình đăng ký học là 1 giờ là 75 đô. Mà từ đây xuống chỗ mình học á nha, là 1 tiếng đồng hồ. Đi xuống dưới đó 1 tiếng đồng hồ lận. Mà ông xã mình á thì đi làm về mệt, làm ca đêm nữa. Cái mệt đâu có thường xuyên dẫn mình xuống đi học được. Ông xã mình giỏi giỏi lái chứ đâu có giỏi dạy, cho nên phải đăng ký cho mình đi học. Để cô dạy thì cô nhỏ nhẹ rồi không có làm cho mình sợ. Còn xã mình á thì dạy mình thì hay 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 yêu cầu cao rồi hay la la, cái mình sợ, cái mình lái không có được. Cái mà cô á thì cô dạy nghĩa là mình lái được liền à. Còn ông xã mình dạy hồi ông xã mình đi mà không chịch một tí xíu là bắt đầu la, cho mình đâu sợ lắm, mình đâu có dám chạy giỏi đâu, mà la cái là quýu lại rồi đâu có lái được. Cái phải đăng ký cho mình đi học. Đi học xong rồi học 1 tuần, cứ 1 tuần là 1 ngày. 1 tuần là ông xã mình dắt xuống dưới đó học một tiếng. 1 tiếng là 75 đô. Học được 7 buổi. Cái bắt đầu mình đi thi. Đi thi cái cô giáo cũng đảo một vòng rất là nhanh. Khoảng chừng 10 phút là quay về rồi, mình đậu ngay vòng đầu luôn. Thiệt là may mắn, gặp cô giáo cũng dễ nữa. Cái có bằng lái, có bằng lái nhảy tưng tưng nữa. Có lúc mà có bằng luật cô nhảy, lúc có bằng lái thực hành rồi cũng nhảy. Mình nhớ con nít mỗi lần mà vui cái gì nhảy tưng tưng vui lắm, làm ông xã mình cũng vui theo luôn. Mỗi lần bây giờ hồi xưa mà đi tới nhậu nhà bạn nhậu á đâu có dám uống nhiều, còn bây giờ ỷ vợ có bằng lái rồi đó là bắt đầu nhậu à la xô nhậu không có sợ, có vợ lái trở về rồi đó. Bên đây mà uống rượu là lái xe là không được nha. Ông xã mình hồi xưa thanh niên á nhậu bị hết mấy chục ngàn đô, hình như mười mấy ngàn đô á, uống có nhậu 2 lon bia lái xe thôi đó mà phạt hết mấy mười mấy ngàn đô đó. Rồi bị cái bằng họ họ là kêu gì đó PI gì đó cái gì đó không biết nữa, không biết tiếng Anh nói gì đó, nhưng mà ý là uống rượu lái xe là không có được, rất là nguy hiểm, cho nên người ta phạt nặng lắm. Bên đây á qua nãy giờ vừa trò chuyện với cả nhà mà mình hát là được mình đóng thiệt là nhiều 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 cà chua luôn nè. À, để 2 3 ngày sau cái nó chín thiệt là chín chín mọng, thiệt là chín mọng giống như vậy nè đó, ở chín mọng y như cái trái này nè, chín mọng hơn, đỏ hơn này nữa, thì mình sẽ đi làm sốt cà chua nha. Lần này nè mình sẽ chia sẻ với cả nhà cái cách cà chua, sốt cà chua của cái bác hàng xóm chỉ cho mình. Hồi lúc mình qua đây mình ông xã mình cũng trồng rất là nhiều cà chua, rồi ông xã mang đi cho không à. Cái bác chỉ cho mình đó là làm sốt cà chua để dành. Cái năm đó cái mình cũng làm sốt cà chua, mình thấy cách của bác đó cũng rất là hay. Rồi bác tặng luôn cho 2 vợ chồng mình cả cái máy để mà làm cái sốt cà chua này nữa nè, hay lắm. Để cho nó chín nha, để chín là mình sẽ làm
một quay một cái video mình chia sẻ cái cách mà mình làm sốt cà chua này nha. Đó, hôm nay thu hoạch được nhiêu đây cà chua này cả nhà. Đó, vừa vừa hái cà chua nè, rồi vừa kể chuyện cho cả nhà nghe. Đây nè cả nhà, đó thành tích học của mình nè. Đó, trầy nè, đó, móp hết miếng nè, đó, thành quả đi lùi của mình nè. Đó, mẹ méo móp méo hết cái xe của ông của mẹ ảnh để lại đó. Cái xe này nè, xe màu trắng này nè. Đó, mẹ anh để lại cho anh mình phá cho, bây giờ vẫn còn khói cả, không có không khí thì mưa thì nó không có cái hôi mùi khói nữa, nhưng mà nó không có nhìn được cái cảnh núi hôm nay không có đẹp nè. Thôi hôm nay video tới đây thôi, hẹn cả nhà các video sau nữa nha.